Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở Sài Gòn tối hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2022. Và chúc anh chị và các bạn đó là con đường Khánh Hội. Ngay đây là ngay góc cầu Kinh Tẻ đi về hướng bên kia là quận 7. Chúng ta đang đứng ở giao lộ đường Vĩnh Hội. Hướng Vĩnh Hội này là mình đi ra Tôn Đản nè. Đi ngang chung cư Tôn Thất Thuyết đây. Với anh chị và các bạn có hình dung được cái vị trí không? Con đường Khánh Hội này chúng ta sẽ đi ra bến Vân Đồn. Và tối nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ xuất phát từ đây để mình đi hội chợ nha. Hôm nay mình đi hội chợ giá rẻ, hội chợ hàng tiêu dùng được diễn ra ngay chỗ công viên Khánh Hội, công viên cát ngày xưa. Thì ở đây hội chợ đây thì giá cũng như là hồi đợt Tết vậy đó. Do đợt này là gần tới ngày Tết Đoan Ngọ nè, Tết mùng 5 tháng 5. Nên ở đây cũng có cái sự kiện hội chợ giá rẻ để người dân có cơ hội mua những cái món hàng tiêu dùng với giá rất rẻ, và người bán cũng có cơ hội để tiếp cận với khách hàng, quảng bá được thương hiệu. Thì sự kiện này diễn ra ngay chỗ mặt đường phía trước công viên Khánh Hội. Đi thẳng hướng này là mình đi qua công chung cư phường 3 nè. Mình sẽ đi dạo một vòng ha. Hội chợ này từ đầu đường tới cuối đường luôn, nằm trên con đường số. Đường này là đường số 48 hay 46 đây. Đường này thẳng ra bên kia là con đường Hoàng Diệu luôn nè. Đó, em thấy gian hàng này rất là đông. Các gian hàng đều rất là đông ha, với rất là nhiều cái âm thanh tiếng rao của những cái cái loa, cái thùng loa. Mấy lần trước thì em ta đi từ hướng Hoàng Diệu đi lại đây, thì bây giờ mình đi hướng ngược lại ha. Em ta thấy bên kia là chung cư phường 3 nè. Có nhiều anh chị cũng ở bên chung cư này. Và ngày nay mình lại có dịp nhìn lại ở ngay góc đường 48 này. Rồi chúng ta qua đường nha. Qua đường để đi hội chợ. Hôm nay thì mình không có mua gì hết. Hôm nay mình đi coi thôi. Đó, thì thấy này kẹo bông gòn. Nhớ ký ức một thời tuổi thơ. Đầu tiên là những gian hàng bán đồ chơi 45.000 đồng giá. Hồi trước là 39.000 ha, 19.000, 29.000, bây giờ là 45.000. Người ta đi cũng rất là đông. Bây giờ là gần 7 giờ rưỡi tối. Đây mình coi có đồ gia dụng gì lạ không ha. Dao kéo. Đó, rồi đồ mài dao. Đồ gấp. Cái dao là 25.000 móng tay à. Thì biết là tiền nào của nấy rồi, nhưng mà nhiều khi người ta có số tiền ít, người ta không có mua được những cái sản phẩm hàng hiệu với công dụng chức năng như nhau, thì mua những cái sản phẩm này thì cũng xài được thôi. Có điều là độ bền nó khác, với lại cái sự bóng bẩy nó khác thôi. Đó, đây là những cái phích giữ nhiệt, cái bình giữ nhiệt, bình đựng nước nữa. Đó, đồ nhựa, gỗ hay là ghế. Đó, cái ghế này 39.000, cái ghế nhỏ nhỏ. Thank you.
cái bàn trái. Cái đó 3 lỗ, 39 ngàn lỗ, 39 luôn. Còn mấy cái lẻ này ấy để ngoài đi, còn ta lấy lỗ đưa lỗ người ta nạp dưới á. Đó, chén cũng đẹp quá hả? 10 ngàn một cái chén. Đó. Chén đẹp hả? À, chén cũng đẹp. Chén đẹp biết cái mày ơi. 10 ngàn cái. Chén biết nào hư do mình rửa bể rồi. Đó, 10 ngàn một cái chén, cái tô là 20 ha. Giờ ta xài tô này nhiều nữa. Nói màu ngộ ngộ. Còn ai mấy phòng trăm ba đó cường, rạch tay nắp lại dẫn đứng lên con. Mấy phòng trăm ba rảnh gắn nắp lại đi, gắn nắp lại dẫn đứng lên, chắc chồng 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 lên, cao lên. Quẹo là lựa, quẹo là lụm. Ở đầu cắt móng tay rồi cạo râu 10 ngàn, 15 ngàn. Đó, thủy tinh. Tô thủy tinh này 50 ngàn nè. Cái bình này đựng đựng củ kiệu đổ ha. Đó, như phích nước đá nè, phích nước nè. 45 ngàn. Alo, tại trên thông báo anh chị em là mua hàng quá gì dụng xong rồi ở thẳng ở ngoài bên em, bên ngoài có hai chỗ hai đầu tính tiền kìa mấy anh chị. Còn hàng quá gia dụng trên bàn trên sản phẩm em có thể bán giá gấp. Mấy chị vừa bán giá cho em nha. Anh chị nào mua xong rồi xong rồi thẳng ở ngoài đi, bên em bên ngoài có hai chỗ hai đầu tính tiền kìa mấy anh chị. Oh, mình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt với đồ đựng cơm 90 ngàn. Nguyên gỗ nè. Ở bình giữ nhiệt 150 ngàn. Thấy mấy bình này nhớ tới cái bình giữ nhiệt của anh Tâm Quỳnh. Tâm Quỳnh gửi cho này 112 132 hết ghế rồi. Ổ điện 3m nhiêu tiền đây? 45 ngàn, đồng giá 45 ngàn. Cái này không có. Quá trời đồ luôn. À, cái đồ dậm chân. Quá trời luôn. Quá trời nhoi luôn. Áo gối 15 ngàn một cái. 15 ngàn một cái áo gối. Dân ra gối nệm xả hàng giả sốc anh chị em ơi, hãy nhanh chân chen lẫn vào đây mà lựa mà mua đi nào. Ruột gối ơi, chỉ có 35 ngàn một cái, ba cái 100 ngàn đồng, 100 ngàn đồng ba cái ruột gối ơi. Áo gối ôm, áo gối nằm, áo gối hơi đồng giá 10 ngàn, 15 ngàn một cái. Vải cô tông mát mẻ, mịn màng và thấm hút mồ hôi, đủ kiểu, đủ mẫu, đủ màu. Quá trời. Ở đây nếu mình chị đi đây thì giữ xe ở đầu đường ha, hoặc là ở trong công viên cũng có chỗ gửi xe. Vâng, như vậy chỉ với 100 ngàn đồng của chú anh chị mình sẽ được sở hữu 3 chai cực kỳ hấp dẫn. 3 chai chỉ có 100 ngàn đồng, 100 ngàn đồng được 3 chai. Nhanh tay lên cô chú anh chị ơi. Ủa sữa tắm gì mà thôi giờ nó đâu còn bán gì nữa đâu.
Đó, đây gian hàng Trầm. Trầm Hương. Đây thuốc bổ thận yếu sinh lý. Trời, thuốc bổ thận yếu sinh lý là thuốc gì? Và mấy cái mấy cái cây để nấu ngâm rượu uống đâu ha. Thuốc sản phẩm trị ngứa nấm ngoài da, thảo dược quá trời luôn. Đó. Gian hàng thảo dược là vắng nhất. Ở đây gian hàng quần áo thì 35.000 một cái áo, 100.000 ba bộ. Hội chợ uy tín chất lượng tạo niềm tin. Mấy cái sâu chuỗi này chỉ có tùy loại ha. 20.000, 25.000, này là 80.000. Mấy dòng này cũng đẹp quá, đủ màu hết trơn. Này là 120.000. Ai mạng gì thì đeo màu đó ha. Vàng quá trời luôn. Cẩm thạch quá trời luôn. Nhẫn, bông tai, dây chuyền lớp các loại đủ mọi lứa tuổi với mẫu mã vô cùng phong phú đa dạng. Vòng cẩm thạch. Vòng cẩm thạch này 80.000. Chúng tôi đang thực hiện chương trình giả sốc mỗi ngày, bán lẻ giá sỉ, bán sỉ thì giá còn rẻ hơn. Tất cả các sản phẩm hiện đang sở hữu một mức giá vô cùng hấp dẫn, vô cùng hấp dẫn. Đồng hồ dây da tốt có lực giá sốc chỉ 150.000 đồng. Đồng hồ dây da tốt không lực chỉ có 150.000 đồng. Đồng hồ dây da nhiều tốt chỉ có 80.000 đồng. Đồng hồ em bé chỉ 30.000 đồng. Đây bán quần jean. Quần jean 80.000. 80.000 hai cái. Ủa, hai cái 150. 80.000 cái, hai cái 150. Quá trời. Đủ đồ đủ giá hết. Căng. Căng đấy em. Căng nhỏ lớn thì có hết á. Lấy coi thử, để rút nước lắm. Nhiều cái chứ. Ví dụ con thích cái vừa vừa hay chung chung hay lớn. 30, 60. Này là mấy? Này là mấy? Cái này là, để coi, 80. 80 hả? Đây, này là có này nhiều 50. Cái. Này nhiều cái. Có 50 nữa. Đấy, như này nè, 50. Là 15. Giờ rút thằng 25 coi thử đi. Cái cọc có đẹp ha. Dạ, rút 25 đi. Rồi, nhiêu tiền cái chú? 25. Dạ, lấy 2 cái đi. Bán 2 cái. 2 cái cọc hết ha. Dạ, khác màu nha. Đây, 2 cái này đi ha. Rồi. Thấy 450 à? Này tới bữa nào mới ngưng chú, mới nghỉ? Tối chủ nhật. Tối nhật. Dạ. Bữa giờ đi ngang cũng mấy ngày rồi. Sự kiện này hết tuần luôn ha. Bốn mươi lăm. Dạ, và cảm ơn chú. Ở bên kia có quán nhà sàn nè.
quán nhậu rất là đông ha. Ồ, nhìn nguyên con đường quá trời luôn. Rồi, mua hai cái khăn này trị giá 50.000 hai cái, mỗi cái 25.000. Ồ, đây là viết 2.000 đồng một món tự chọn. 2.000 một món. Người bán hàng này ngồi trên cao luôn. Vậy đó con có lấy lẻ con mở ra đại đi. Còn bán từng cái mà. Cái này có nữa. 2.000 đồng giá hết. Áo thùng này 60.000 nè. 60.000 cái áo thùng. Đủ màu hết ha. Đó, nhìn cũng đẹp chứ. Mặc ở nhà cũng được. Mặc đi làm cũng được. Đủ màu á. À, rồi táo sơ mi bông ha. Một cái 80, hai cái 150. Màu cũng đẹp chứ. Cái này mà đi mua vải mà về mai được cao thế này là 80.000 không đủ. Rồi tiền công mai không là cũng đã 200-300.000. À, vừa đi coi vừa coi có gì lạ mua luôn. Vừa dẫn anh chị đi tham quan giống như mình thấy cuộc sống ở Sài Gòn nó như thế nào ha. Các sự kiện trong những ngày sắp tới. Thường thì Tết mùng 5 tháng 5 ở Sài Gòn này cũng không có gì đặc biệt, thì chỉ có những hội chợ, rồi những hội chợ bán bánh ú lá tre, rồi những khu làm bánh thôi. Còn ở quê thì hay làm bánh xèo, cúng. Mà năm nay thì ngày mùng 5 tháng 5 nó không có rơi vào ngày cuối tuần. Đó, thành ra năm nay người ta về quê chắc cũng ít. Mày bán gì đây? Áo thùng. In hình lên áo thùng tại chỗ luôn. À, in hình sẵn luôn á, in hình rồi dán lên cái áo thùng sẵn luôn. Bớt không? Nói chứ tiền nào của nấy à, chứ không phải hàng hiệu mà bán rẻ đâu ha. Nói chung những đồ bình dân thì giá nó như vậy thôi. Ở phía bên kia là quảng trường Khánh Hội nè. Đây dây nịch 90.000, 50.000. Dây nịch da bò luôn. Ở ngoài đây thì hơi ồn á, không biết anh chị và các bạn nghe có rõ không. Đủ thứ
âm thanh hết. Ở đây những gian hàng bán cái gì, đồ kẹp tóc, khung cột tóc, giày dép, đồng giá 35.000 một đôi. Sự kiện này diễn ra từ 27 tháng 5 cho tới ngày 5 tháng 6 luôn. Bên đây là bên trong còn nữa nè. Quảng trường quận 4 giờ làm lại rất là đẹp ha. Nhạc nước phun phun thì nó đẹp hơn là ở ngoài Nguyễn Huệ luôn á. Đây chúng ta đi tới chút xíu nữa. Rồi, tới gian hàng bán ghế massage. Dạo này ghế massage không thịnh. Anh mà ngồi xuống ghế đi. Rồi cảm ơn em. Giờ ghế massage đủ hiệu hết á, mấy chục triệu một cái, mấy triệu một cái cũng có. Rồi giày. Thế giới giày. Giày có 150, 180 ngàn một đôi thôi. Tới đồ cột tóc nè, rồi tới đồ chơi nè. Rồi những cái xe. Cái này qua tuổi rồi, nên bạn đồng nhỏ không có chơi nữa. Giờ đi lo học rồi không có thời gian để chơi nhiều nữa. Tối về ăn tối rồi coi tivi rồi đi ngủ à. Lại chơi Lego hoặc chơi con quay chút xíu. Đang lớn về nửa chặt rồi đúng không? Những gian hàng bán đồ phụ nữ. Ở trong đây cũng có gửi xe được nè, cái bãi xe trong công viên đó. Nó thùng Lacoste 100.000. Nó thùng con cá sấu 100.000. Đủ kiểu đủ hiệu hết ha. Bó tay rồi đó. Hôm nay là không phải cuối tuần nên thành ra cũng không có đông lắm. Nhưng mà mình thấy cũng khá là đông so với bình thường. Lâu lâu xóm làng có hội chợ thì em dẫn anh chị và các bạn mình đi coi để mình thấy được cái hoạt động ở quê nhà nó như thế nào ha, ở Sài Gòn nó như thế nào. Này dép 3 đôi 100.000. Đó, 3 đô 100 ngàn thôi. Trời, chỉ có 100 ngàn mà mua mang xài cả năm luôn á. Nó bao hư luôn mà. Hư bỏ. Nhiều khi mua một đôi xịn quá, xài hoài nó không hư, chán. Bỏ thì tiếc, mà mua cái mới thì để chật nhà chật chỗ, mua cái này thì có nhấp mới xài hoài. Măng nứa nấm mèo hạt
đều. Hôm nay cái máy gì đây? Đặc sản bánh trắng Tây Ninh, mỗi Tây Ninh bà con thủ đô. Đi lên đây. À. Đặc sản bánh trắng Tây Ninh, mỗi Tây Ninh bà con thủ đô. Bánh trắng Tây Ninh. Bánh trắng Tây Ninh. Đặc sản bánh trắng Tây Ninh, mỗi Tây Ninh bà con thủ đô. Phục Yến. Bên kia này còn một cái nè. Đặc sản bánh trắng Tây Ninh. Máy xay nào ạ? Quẹt rồi gối massage. Đồ điện là tới đồ nước, cái vòi nước. Bán vòi nước có cái chỗ để test nữa nè. Keo hai mặt siêu dính, heo hồng thả cầu. Ống nước co giãn đó. Đó, rồi chúng ta tiếp tục một đoạn nữa ha, cũng sắp hết rồi. À, rồi tới những gian hàng đồ gỗ, hội chợ nào cũng thấy những cái tác phẩm này hết à. Đây nhưng mà này người ta chắc để trưng bày sản phẩm thôi. Nó mấy cái bộ này giá chắc khủng lắm. Sản phẩm đến từ Quảng Nam. Bình phòng này phải để biệt thự. Wow, bộ này quá trời lớn luôn. Trời, cái tấm gỗ hết hồn lớn luôn á. Nguyên khối luôn á ta. Nguyên khối luôn. Biết nguyên khối thiệt không, nguyên khối giả ta. Cây nào mà lớn dữ thần vậy? Nguyên khối cao cỡ mét á. Bộ dáng ngựa. À, rồi thôi, video clip ngày hôm nay đến đây sẽ được khép lại. Một vài hình ảnh hội chợ ở Sài Gòn gửi đến cô chú anh chị và các bạn để mình thấy những cái hoạt động ở Sài Gòn nó như thế nào ha. xem chơi ha. Chứ dạo này Sài Gòn cũng không có nhiều tiết mục gì trong cái đợt Tết mùng 5 tháng 5 này. Rồi và bữa hôm sẽ đi cập nhật vài hình ảnh ở các khu chợ để gửi anh chị và các bạn thấy được cái không khí ngày Tết non ngọ ở Sài Gòn như thế nào ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.